Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Trong tập trước, Helena đã ra lệnh hủy cầu nhằm thủ vững thành trì, đồng thời điều động tất cả khí giới trên tường thành cản lại quân tiên phong của Thiên Đấu Đế Quốc, tuyệt không thể để cho bọn hắn qua sông. Nghe theo mệnh lệnh, đám binh lính Vũ Hồn Đế Quốc liền cho bắn hỏa lực cực mạnh về các cây cầu. Điều này cũng nằm trong dự tính của Đường Tam, hắn đã sớm dự liệu đám người Vũ Hồn Đế Quốc sẽ hủy cầu. Vậy nhưng điều đó không quan trọng. Hắn ngưng tụ lực lượng chuẩn bị đánh ra hai thần tam xoa kích. Trong thời gian ngưng tụ công kích, thì quân đội của Vũ Hồn Đế Quốc đã bị giết chết vô số, bị cường giả hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc chặn đường tiễn xuống đất mẹ. Đột nhiên nước sông dao động kịch liệt và người gây ra động tĩnh này không ai khác chính là Đường Tam. Hắn ra lệnh cho toàn quân rút khỏi ngoài sông 500m, đối thủ đột nhiên rút lui, điều này làm cho đám người Hồ Liệt Na cũng ngạc nhiên, ngay cả Tuyết Băng cũng thắc mắc. Ngay sau đó, Đường Tam liền sử dụng lực lượng của Hải Thần tạo ra một trận sóng thần. Bì Bì Đồng thấy vậy tức giận, rốt cuộc Hải Thần muốn giúp Đường Tam đến khi nào? Nàng ta giao nhiệm vụ chặn đại quân Thiên Đấu cho Hồ Liệt Na, còn bản thân mình thì đi chặn Đường Tam. Bì Bì Đồng lập tức tiếp tục hấp thụ tinh thần lực và sinh mệnh của Thác Bạt Hì, sau đó sử dụng hồn kỹ thứ 6 Phệ Hồn Chu Hoàng. Đường Tam cảm thấy kỹ năng của mình cần chút thời gian nữa, không thể để nó gián đoạn nên yêu cầu kiếm Đấu La trợ giúp ngăn cản Bì Bì Đồng một lát. Cốt Đấu La chủ động xông lên, sau đó liên tục tung ra công kích về phía Bì Bì Đồng. Bì Bì Đồng cũng tung chiêu đáp trả lại. Nhờ có sự trợ giúp đến từ chữ phong trí, vậy nên Cốt Đấu La đã chiếm được thế thượng phong, đánh cho đối phương bay vào tường thành xa lăng quan. Đổi lại thì Cốt Đấu La cũng bị một trận quay cuồng. Trong thời gian đó, Đường Tam đã ngưng tụ sắp xong công pháp, lực lượng hải thần cuồn cuộn xung quanh con sông. Trước mặt mọi người, thừa kế hải thần lại dùng sông hộ thành để ngăn cản, điều này đúng là quá nực cười. Đường Tam cho biết, tuy rằng mình chưa phải hải thần, vậy nhưng muốn dùng nước để ngăn cản quân ta thì uổng công thôi. Hắn vẫy tay điều khiển dòng nước tạo thành một cơn sóng thần. Tường thành của Sa Lăng Quan vốn cao hơn 100m, vậy nhưng nay lại bị sóng thần vượt mặt. Điều này khiến cho bất cứ ai của Vũ Hồn Đế Quốc cũng ngỡ ngàng, lực lượng đúng là quá mạnh mẽ. Bản nãy đánh một trận với Cốt Đấu La đã khiến cho Bì Bì Đồng kiệt sức rồi, muốn ngăn cản chiêu này của Đường Tam thì rất khó. Nàng lập tức ra lệnh cho Phong Kiếm Tông mở ra đại trận bảo vệ, bọn họ là lá chắn cuối cùng bên trong Vũ Hồn Đế Quốc, phải dốc hết toàn lực. Đám người Phong Kiếm Tông nghe lệnh liền lập tức ngừng kết kiếm trận. Vô số thanh kiếm xuất hiện rồi đan xen vào nhau tạo thành một lá chắn. Hai bên nhanh chóng va vào nhau. Vậy nhưng dưới sức mạnh của Đường Tam thì mọi cố gắng của đám người Phong Kiếm Tông đều trở nên vô ích. Hắn nhanh chóng phá vỡ hàng phòng thủ của bọn họ và đập cho tông chủ Phong Kiếm Tông một trận không rõ sống chết. Không có gì ngăn cản nữa, sóng thần cứ theo đó cuốn vào bên trong thành, cuốn trôi những gì nó đi qua. Quân đội của Vũ Hồn Đế Quốc nhanh chóng hoảng loạn bỏ chạy và bị đánh cho tan tác. Nước càng lúc càng dâng cao, toàn bộ Sa Lăng Quan nhanh chóng bị chôn vùi. Đám người Thiên Đấu Đế Quốc chứng kiến một màn này cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Không ngờ thực lực của Đường Tam lại mạnh mẽ tới như vậy. Lấy sức một mình đã có thể địch lại cả một tòa thành. Khi đã càn quét xong, hắn cũng cho dòng nước rút lui. Chuyện kế tiếp có lẽ phải giao cho đám binh lính xử lý rồi. Bì Bì Đồng nhận định thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với bán thần. Đám người Thiên Đấu Đế Quốc hào hứng liên tục hô hào. Qua Long lập tức ra lệnh cho tướng sĩ, binh đoàn trọng kỵ yểm hộ đội khinh bộ binh chia ra ba đường giết địch công thành. Helena nhất quyết không bỏ cuộc, nàng ta ra lệnh cho toàn quân sẵn sàng nghênh địch. Lần nữa tấn công, binh lính của Thiên Đấu Đế Quốc ồ ạt tràn vào trong thành mà không gặp phải bất cứ cản trở nào. Tuy lần này dội tan tất cả đấu khí của quân địch, vậy nhưng việc điều động toàn bộ nước sông hộ thành cũng tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục hoàn toàn. Được cái là khí giới thủ thành của Vũ Hồn Đế Quốc đã tổn hại rất nhiều. Hắn phân phó cho các thành viên trong sự lệ khác thất quái chia ra hành động, phần còn lại thì để đại quân công thành giảm bớt áp lực. Chờ giải quyết xong, bọn họ sẽ vào bên trong thành gây rối hậu phương quân địch. Nếu quân địch có phong hào Đấu La chặn đánh thì cứ giao cho Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La xử lý. Còn nhiệm vụ tru sát Bì Bì Đồng sẽ do Đường Tam gánh vác. Phân phó xong, cả đám cũng hành động. Bì Bì Đồng thế vậy liền hạ lệnh cho các phong hào Đấu La chặn đánh, đồng thời truyền lệnh đại quân ra khỏi thành tác chiến. Nếu có kẻ khác xông vào thành thì giao cho Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt xử lý. Bản thân nàng tự có cách đối phó với Đường Tam. Nàng yêu cầu mở ra tất cả cơ quan trong thành, nhất định phải khiến tất cả những kẻ xâm lấn có đi mà không có về. Lệnh vừa truyền xuống, các cơ quan liền được khởi động, mọi thứ nhanh chóng tiến vào thế sẵn sàng. Rất nhanh sau đó, một trận đại chiến lại xảy ra. Binh lính chiến đấu với binh lính, cường giả hồn sư đánh nhau với hồn sư, mọi thứ vô cùng khốc liệt. Nhờ có Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La hỗ trợ nên Đường Tam dễ dàng tiến vào bên trong thành. Đứng chờ sẵn là Bì Bì Đồng, hai người nhìn nhau đắm đuối. Đường Tam lên tiếng tuyên bố, hôm nay
hắn chắc chắn sẽ chăm nàng ta tại trần để an ủi tất cả những người vô tội đã bỏ mạng. Lời vừa mới dứt thì tập phim cũng hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau nhé. Xin chào.